cái dây xuống nó mà nó ra dây nữa. Continue straight onto Bowen Island Trunk Road. Nè, tôi chụp chỗ, tôi chụp cho bà đẹp quá trời luôn nè. Trời ơi, thiệt luôn. Em đưa vô giọng mới bấm cái cửa ra cái lên thang cầu thang rồi ra lên đó thang máy đẹp. Nó nhìn mặt ốm nè, thấy không? Rất là tươi. Nè, nhìn mà ông tài mập nè, thấy không? Mẹ, tôi chụp đẹp lắm. Bên anh thả cái đó làm sao ha? Thả sát luôn, thả cái cầu xuống hả? Dạ. Nè, bữa em chụp nè anh tài. Ừ. Đang quay hả? Ừ. Đó, đẹp chưa? Đó, cái chui ra. Đập cái chui cầu ra leo lên. Thả cái cầu xuống. Ừ, chui ra leo lên. À, đứng đứng bên hông. Bà chụp này tôi nhìn tôi nói, ủa cái này cảnh đâu đẹp quá vậy ta. Đi bên hông cầu thang. Đứng bên hông nhìn ra. Đứng ở dưới á, có sao cái cửa sổ nhìn ra. Không biết có mưa không ta. Ngày mai muốn cảnh là đứng ở dưới hoặc là mình leo xuống dưới đó bên hông nhìn ra, còn nếu mà muốn chụp hình là leo lên trên lầu. Chụp lấy cảnh lấy này lấy kia đẹp lắm. Mười mấy cái mưa nè. Nhưng mà mai sáng sớm mình trang điểm á, hiểu không? Mình đẹp á, treo dù chụp vẫn được mà. Tại giờ hôm nay mình đi xe tour rồi nhưng mà lấy cảnh cũng còn đẹp. Nè, cô Nhi mới chụp cho ba mẹ nè, đẹp chưa? Mà mưa bên Mỹ nó không có như mưa Việt Nam. Đấy. Mưa Mỹ nó đỡ, nó thấy không à? Có bị ướt người. Nhìn rất là đẹp. Đấy, máy này chụp hình đẹp lắm, tại vì thằng ốc bò mà. Nè, hồi nãy cô vừa quay vừa chụp cho cả nhà nè. Vừa quay phim vừa chụp luôn đó. Ha. Đó, tất cả những cái tấm này là cô vừa quay cô vừa chụp. Đó là cái cầu đó. Rất là đẹp ha. Đừng cứ đứng ở dưới, đứng ở dưới. Mình chụp hình mình lấy cảnh hả? Đừng có đứng tút ở dưới, đứng sát cái máy chụp hình luôn. Lấy cái cảnh đằng sau. Nè, cô cho con coi bữa trước nắng nè. Nắng là cô không biết là nó còn trong máy hay là không. À, nhiều khi cô đăng lên xong rồi cô xóa. Đây là những cái cảnh nè, cô đi Whistler nè. Yeah. Whistler là những cái đó, chỉ có chụp hình vậy thôi.